Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện sổ tay công lược nam phụ của Hắc Liên Hoa của tác giả Nguyễn Đường siêu cấp điểm. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 16 Nàng liên tục đuổi theo tận hai ngày, thời gian đó nàng đã buông thả mà ngủ trong rừng. Lúc này, vừa nhìn thấy cổng thành kéo cao từ phía xa xa, Nguyễn Nguyễn lập tức phấn chấn trở lại. Cuối cùng, nàng cũng không cần phải ăn gió nằm sương nữa rồi. Nàng rất nhớ cái mái hiên có thể chắn gió đột mưa và cả cái giường lớn để mặc cho người tùy ý lăn lộn. So với vẻ mừng rỡ của Nguyễn Nguyễn, ba người kia hầu như không hề cảm thấy ngạc nhiên. Khi mạnh tịch bước vào thành thì cứ nhìn đông nhìn tây, còn thẩm ân với ninh rào trong suốt hành trình mắt vẫn luôn nhìn thẳng, trên người họ tỏa ra khí thế nhắc nhờ người lạ chớ đến gần. Nguyễn Nguyễn sở lên hầu bao teo lại của mình lại nhìn chằm chằm vào hạt rẻ xốp giòn tươi ngon vừa mới ra lò ở ven đường và những chiếc bánh điểm tâm phù dung ánh mắt nàng lưu luyến đến mức sắp không thể rời nổi bước chân nhưng thẩm ân phía trước càng chạy càng nhanh nàng cũng không kịp gọi chàng lại để mượn vài đồng bạc linh thạch không hề lưu thông ở giới trần tục bạc và đồng bạc là thứ được sử dụng nhiều nhất khi mua bán hay trao đổi đệ tử tông môn xuống núi đến giới trần tục để rèn luyện đều sẽ đặc biệt chú ý đến phòng thu chi để đổi linh thạch thành đồng bạc tương ứng, dùng để treo chống chi phí tiêu xài khi đến giới trần tục. Nguyễn Nguyễn lấy ra vài viên linh thạch từ trong hầu bao teo nhỏ, nàng cầm linh thạch tạm thời vô dụng vào lòng bàn tay, gương mặt đầy vẻ không cam tâm. Lúc nhìn thấy bóng dáng của thẩm ân sắp yên ắng biến mất ở góc trường nhai, nàng thở dài đuổi theo. Họ đến một quán trọ trên một quãng đường phồn hoa nhất đặt bốn gian phòng hào hạng, đôi bên bắt chuyện với nhau lễ độ mà xa cách, rồi từng người đều đi vào trong gian phòng của mình. Chẳng bao lâu sau, một loạt tiếng bước chân vang lên trước cửa phòng của Nguyễn Nguyễn, tiếng đập cửa cách một tầng ván cửa thật mỏng truyền đến, Nguyễn Tiên Tử, ta có thể vào không? Là tiểu sư đệ của Quy Nhất Tông kia, hình như tên là Mạnh Tịch. Cánh cửa cọt kẹt một tiếng rồi được mở ra, gương mặt đẹp đẽ kia của mạnh tịch hiện ra nguyễn nguyễn đứng ở cửa mặc dù lòng nàng mê mẩn nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười xin hỏi có chuyện gì không trông thấy thiếu nữ có nhan sắc xinh đẹp yêu kiều cười với mình huyết khí của mạnh tịch cuồn cuộn sông thẳng lên ót gương mặt trắng nõn lập tức ửng hồng đến lỗ tai và cái cổ lộ ra bên ngoài vạt áo cũng không thoát khỏi hắn đưa bàn tay giấu sau lưng ra ngoài trên tay bảy ba gói giấy nhỏ được gấp gọn gàng ngại ngùng cười trong này là hạt rẻ xốp, bánh phù dung và vài món điểm tâm khác nữa. Hắn ngừng lại rồi ngượng ngùng nói tiếp. Thấy trên đường đi tiên tử cứ nhìn mấy món điểm tâm này vài lần nên ta mới mua. Cũng không biết có hợp với khẩu vị của tiên tử không. Tặng cho ta sao? Mặt Nguyễn Nguyễn đầy vẻ ngạc nhiên. Nàng không quen mạnh tịch. Dọc đường hầu như cũng chưa hề nói chuyện. Đột nhiên, đối phương lại tặng đồ cho nàng. Còn đỏ mặt với nàng nữa. Tất cả những biểu cảm này không thể không khiến Nguyễn Nguyễn nghi ngờ liệu rằng tiểu thiếu niên này có cảm tình với mình chăng? Mặc dù ân cần vô cớ không phải lừa đảo thì cũng là đạo trích. Có điều, Nguyễn Nguyễn đã xem xét kỹ lại bản thân mình, nàng cảm thấy trên người mình cũng không có gì đáng giá để người khác phải mưu tính cả. Nguyễn Nguyễn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình, rồi kéo hầu bao treo ở trên hông xuống. Một tay nhận lấy mấy gói bánh ngọt kia, tay kia thì đưa hầu bao cho mạnh tịch đang dương to mắt nhìn nàng, cảm ơn ngươi đã mua những thứ này thay ta. Trong cái hầu bao này có một ít linh thạch, ngươi nhận lấy đi. Ban đầu, mạnh tịch không chịu nhận, lúc thấy Nguyễn Nguyễn muốn trả thức ăn lại cho hắn thì mới bất đắc dĩ nhận lấy. Tiễn mạnh tịch đi, Nguyễn Nguyễn đặt mấy gói giấy lên bàn rồi mở ra, một mùi thơm trong veo sộp thẳng vào trong mũi nàng. Ánh mắt nàng sáng lên, nhưng chưa nếm được mấy ngụm thì tiếng đập cửa lại vang lên một lần nữa. Nàng tưởng rằng mạnh tịch đã đi rồi quay lại, nhưng không ngờ lại gặp được thẩm ân áo trắng như tuyết. Không đợi Nguyễn Nguyễn nói chuyện, người nam nhân lướt thẳng qua người nàng đi vào bên trong. Liếc nhìn bánh ngọt bầy trên bàn, chàng thoáng chốc trầm mặc, sau đó liền đưa tay gạt đi. Mấy gói giấy rơi xuống đất, bánh ngọt lan ra, dính vào bụi bặm trên mặt đất. Nguyễn Nguyễn đau lòng kêu lên, bánh ngọt của ta. Thật xin lỗi nha, lỡ đụng mất rồi. Trong giọng điệu của thẩm ân không hề có vẻ áy náy chút nào. Chàng bình tĩnh tìm cái ghế ngồi xuống, còn lấy một cái chén bên trong khay trà rót cho mình một chén nước nữa. Ta phải tốn linh thạch để mua đó, huyên đền cho ta đi. Nếu không phải nàng bận tâm đến việc đánh không lại người trước mặt này, Nguyễn Nguyễn thật sự rất muốn níu lấy cổ áo của chàng lay mạnh. Thẩm ân lấy ra một bao giấy dầu từ trong túi giới tử nhìn miệng chén thổi thổi, đợi nước trà trong chén nguội đi một chút mới nhấp một ngụm nhỏ, thuận miệng nói, ừm, um, đền cho muội đấy. Dễ nói chuyện như vậy sao? Nguyễn Nguyễn nghi ngờ mở bao giấy ra, bên trong là mấy chiếc bánh hoa hồng được chế tác tinh xảo. Bánh hoa hồng ở nghiệp thành nước tiếng gần xa đấy, hương vị của loại bánh ngọt khác đều phải kém vài phần. Hơn nữa, bánh hoa hồng do cửa tiệm ở đầu ngõ đông kia bán ngon nhất, mùi vị cũng chính thống nhất. Thẩm Ân buông chén trà xuống, ra hiệu cho Nguyễn Nguyễn thử một chút. Nàng cắn một ngụm, hương thơm lưu lại trong răng môi, mùi vị quả thật là thượng đẳng. Hiếm khi Nguyễn Nguyễn không bị đồ ăn làm cho đầu óc choáng váng, nàng nhanh chóng bắt được trọng tâm trong lời nói của Thẩm Ân, "Đại sư huynh, dường như huynh rất quen thuộc nơi này nhỉ. Huynh đã đến rồi sao?" Hàng mi dày của Thẩm Ân run dày, vẻ mặt chàng nhàn nhạt, nhạt. Đột nhiên chàng duỗi tay chuẩn xác, kèm chặt cái cầm của thiếu nữ đối diện với biểu cảm ngạc nhiên của đối phương, chàng nhếch môi, thốt ra lời nửa thật nửa giả tiểu sư muội vào một số thời khắc nói quá nhiều là giết người đấy. chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép nguyễn nguyễn bị dáng vẻ âm tình bất định này của thẩm ân dọa sợ, mãi khi người nam nhân rời khỏi gian phòng hồi lâu nàng mới hoàn hồn lại, nàng sợ đến mức đút cả một khối bánh hoa hồng vào trong miệng trực giác cảm thấy thầm Ân có gì đó là là. Nàng yếu ớt thở dài, nghĩ rằng trong cuộc sống sau này phải cách xa chàng một chút. Xong, suy nghĩ thì rất đẹp, hiện thực là trong vòng vài ngày ở quán trọ, Nguyễn Nguyễn đã bị Thẩm Ân cử đi chạy việc ở khắp thành. Ngày hôm nay chàng muốn ăn vịt bát bảo khá nổi tiếng ở Tiểu Lâu phố Tây, đến mai bỗng nhiên chàng lại muốn ăn món cá cay của phố Đông. Nguyễn Nguyễn chạy lên chạy xuống, hai chân cũng sắp gãy mất nàng cảm thấy mình không phải là tiểu sư muội của thẩm ân, mà là tỷ nữ thiếp thân chàng đưa ra ngoài để phụ trách việc áo cơm trong cuộc sống hàng ngày của chàng. Mà bản thân thẩm ân thì như phú gia công tử mười ngón tay không dính nước mùa xuân, sai khiến nàng vô cùng thuận lợi. Chạy vặt thì tôi đi, điều khiến cho Nguyễn Nguyễn không nhịn được nhất chính là thẩm ân ăn cá thì muốn nàng giúp gỡ xương, ăn vịt thì muốn nàng gỡ thịt đặt vào đĩa cho chàng. Đừng nói là Nguyễn Nguyễn đến cả mạnh tịch đứng ngoài quan sát cũng thấy không vừa mắt, muốn thay nàng bênh vực kẻ yếu. Chỉ là hắn bị ninh rào đè xuống, cũng không có sau đó nữa. Sau một ngày vừa chạy vặt suýt gãy chân, Nguyễn Nguyễn đập bàn không làm nữa. Nàng nhanh chóng thu dọn bọc đồ của mình, định sẽ rời đi trong đêm. Vừa mở cửa ra, lịch trông thấy người thanh niên mặt mày đẹp đẽ giơ tay đang định gõ cửa. Chàng liếc nhìn bọc đồ Nguyễn Nguyễn mang theo, trên gương mặt lạnh lẽo hiện lên vẻ hoang mang, "Đây là ý gì?" Ta quay về Vân Môn đây, đại sư huynh." Nguyễn Nguyễn nghiêm mặt phun ra một câu, bỏ qua ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng của nam nhân, đeo túi nhỏ của mình đi xuống lầu, bước ra khỏi cửa quán trọ đi đến trường nhai. Sắc trời đã tối, những quán hàng rong trên đường cũng đều đã thu dọn, trên đường chỉ có lác đác vài người, rất nhanh đầu đường chỉ còn lại một mình Nguyễn Nguyễn. Gió đêm thổi lên góc áo của nàng, trung quanh im ắng. Nam nhân tay áo tung bay đi theo nàng đưa đến đầu đường, cả khuôn mặt lẫn vào bóng đêm, vẻ mặt khó hiểu nhàn nhạt hỏi, "Muội nhất định phải đi à?" Thật ra, trong nháy mắt đứng ở đầu đường Nguyễn Nguyễn đã thấy sợ rồi. Nàng chẳng những nhát gan mà còn sợ tối nữa, đều đã thu dọn hành lý đi rồi, quay trở về sẽ mất mặt lắm. Thế là nàng nuốt một ngụm nước bọt rồi cắn răng nói, "Ta đã hạ quyết tâm rồi, đại sư huynh không cần phải giữ ta lại." nam nhân cao lớn lặng im một lát trả lời muội suy nghĩ nhiều rồi lòng nguyễn nguyễn cuống lên cũng không quay đầu lại mà biến mất tại góc đường người thanh niên đứng tại chỗ rừng chân nhìn góc đường kia bỗng dưng cười ra tiếng tâm trạng rất vui vẻ tiểu sư muội đừng hối hận quá nhanh nhé chương 17 Nguyễn Nguyễn vượt qua đầu phố rồi đi tới con đường chính dẫn thẳng tới cổng thành. Nàng nhìn vầng trăng to hơn móng tay một chút bị mây dày che mất màn đêm đen kịt. Suốt dọc đường, nhà nào cũng đóng chặt cửa, thậm chí không có lấy một mọn đèn dầu thắp sáng, cả con phố dài im ắng đến đáng sợ. Nguyễn Nguyễn ôm chặt tay nải, hít một hơi thật sâu, mở túi hạt cải mang theo bên người, để túi đựng quần áo vào trong, trục nguyệt kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tay phải cầm ngang kiếm, Nguyễn Nguyễn thầm niệm khẩu quyết muốn ngự kiếm đi, nhưng sau khi niệm khẩu quyết vài lần, thanh kiếm không có phản ứng gì mặc dù tu vi của nàng chỉ đến luyện khí kỳ nhưng vẫn có thể ngự kiếm. Hôm nay không biết tại sao nhưng nàng đã thử nhiều lần xong đều không thành công. Cổng thành đóng thì nàng vẫn có thể bay qua cổng thành. Nhưng nếu không thể ngự kiếm thì mình ra khỏi thành cũng sẽ không có ai xung quanh. Nguyễn Nguyễn không nghĩ mình có đủ dũng khí để ngủ một mình ngoài trời nơi hoang dã. Ngày khi nàng đang do dự có nên mặt dày mày dạn trở về quán trọ hay không một loạt tiếng bước chân sột soạt vang lên trong đêm tĩnh mịch. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gấp gáp hơn, như thể nó đã ở gần bên tai. Chân nặng tựa ngàn cân, người Nguyễn Nguyễn cứng ngắc, chậm rãi quay đầu lại, mười mấy người có hành vi kỳ quái đang tiến lại gần nàng. Khuôn mặt của những người đó xám đen, môi trắng bệch, động tác đi đến từ đầu rất chậm, như có bệnh không tiện nói ra. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Nguyễn Nguyễn, bước chân của họ dần dần tăng tốc, gần giống như đang chạy. Nguyễn Nguyễn khẽ run lên vì bị dọa, nắm chặt thanh kiếm dài trong tay và vung nó ra phía ngoài trong vô thức. Kiếm chĩa ra, hai ba người theo đó ngã xuống, nàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã có thêm nhiều người đổ ra từ đầu phố. đôi mắt trắng dã của họ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Nguyễn. Nàng nhìn thấy một đám người đen kịt như quỷ đang tiến về phía mình, muốn bao vây nàng lại. Nguyễn Nguyễn không thể nhịn được nữa, nàng kìm nén tiếng hét đứt quãng trong cổ họng, chạy ngược trở lại. Gió rít bên tai, tiếng bước chân phía sau vẫn tiếp tục bám theo. Băng qua con phố thật dài rồi rẽ qua đầu phố, trái tim đang đập thình thịch lập tức dịu xuống khi nhìn thấy góc áo ẩn hiện trong bóng đêm. Nàng tăng tốc chạy đến chỗ người thanh niên đang đứng, hét lên một tiếng đầy thảm thiết, "Đại sư huynh, cứu mạng." Nắm lấy ống tay áo to rộng của nam nhân, Nguyễn Nguyễn nhanh chóng chôn phía sau chàng, chỉ về phía trước với giọng nói run rẩy đại sư huynh, có quái vật đang đuổi theo ta. Không phải nói muốn đi à, sao lại quay trở lại? Thẩm ân lạnh nhạt ngỡ từng ngón tay thiêu nữ đang nắm chặt ống tay áo của mình ra, nói đùa, chẳng lẽ muội hối hận à? Ngón tay bị gỡ ra, Nguyễn Nguyễn suýt nữa kêu lên, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Nàng duỗi hai tay ra ôm lấy đùi nam nhân, nói gì cũng không thả bị dọa đến nghẹn ngào, "Đại sư huynh, ta sai rồi. Huynh tha thứ cho ta được không?" Hít mũi một cái, thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn người kia, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Chóp mũi hồng hồng, đôi mắt hạnh ngập nước, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp mím chặt, thân thể khẽ run lên. Nàng thật sự bị dọa sợ. Chậc, dáng vẻ thanh tú nước mắt như mưa này đúng là không ai có thể cưỡng lại được lông mi của thẩm ân rũ xuống che đi màu đỏ tươi trong mắt, kìm nén y muốn vươn tay vuốt ve khuôn mặt trắng như xứ kia, khẽ thở dài, thật nhát gan. Cuối cùng chàng cũng liếc một cái về phía đám người đen kịt vây lấy họ kia. Một ánh kiếm lóe lên với thế dễ như chờ bàn tay, Nguyễn Nguyễn còn chưa thấy thấy thẩm ân ra tay như thế nào, một mảnh đen kịt nháy mắt biến thành cho tàn, âm thầm biến mất trong bóng tối. Nguyễn Nguyễn thấy cảnh này mà kinh ngạc đến đờ người, hồi lâu không nói nên lời, sửng sốt ôm đùi thẩm ân. Vẫn chưa chịu dậy, giọng nam nhân vững vàng, đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Ta, Nguyễn Nguyễn buông bàn tay đang ôm đùi ra, không dám nhìn thẳng vào mắt thẩm ân, lầm bẩm như muỗi kêu, nhũn chân. Thẩm ân cười như không cười nhìn chằm chằm thiêu nữ gần như vùi đầu vào ngực, khóe môi cong lên thành vòng cung xinh đẹp, chàng ngồi xổm trước mặt nàng, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân cần ta giúp không? Thế thì ngại quá, Nguyễn Nguyễn được hỏi thăm mà lo sợ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong giọng nói chứa vài phần ngượng ngùng khó có thể nhận ra. Ôm đi ôm đi, dù sao đêm hôm khuya khoát cũng không có ai nhìn thấy. Hơn nữa, tùy tính cách thẩm ân lạnh lùng như băng, thỉnh thoảng còn khủng điên nhưng nàng không cưỡng nổi ngoại hình ngàn dạm mới tìm được này của chàng. Nghĩ thế hề, nàng vẫn chiếm hơi. Nguyễn Nguyễn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Lúc nam nhân nói một câu giữa sư huynh sự muội sao phải khách khí, thân thể nhẹ đi, chân đột nhiên rời khỏi mặt đất. Khóe mắt giật giật, hai chân buông thõng cũng đá mạnh trên không, trên mặt Nguyễn Nguyễn không có biểu tình gì. Nói, đại sư huynh, bỗng nhiên chân của ta có sức rồi, huynh vẫn nên thả ta xuống đi. Nắm lấy phần cổ sau áo của nàng như thế này, nâng cả người nàng lên như túm gáy một con mèo nàng không cần thể diện chắc. Mất mặt cũng không sao nhưng cổ lại đang bị siết đến sợ. Vội cái gì, sắp đến rồi. Thẩm ân chậm rãi bước vào nhà trọ, sau đó bình tĩnh lên phòng. Về đến nơi, đóng cửa lại thật kỹ mới buông lòng cổ áo trên tay. Chàng nhìn thấy thiêu nữ được tự do nhanh chóng trốn đi, hận không thể trốn càng xa càng tốt. Nàng núp trong góc phòng để sửa sang lại quần áo, trong miệng còn lầm bẩm may mà y phục của các tường các có chất lượng tốt, nếu không sẽ bị mở bung ra rồi. Tài nghe thấy lời lầm bầm này, thẩm ân cười nhẹ, chàng vốn tưởng câu nói đầu tiên của tiểu cô nương nhất định là đang mắng mình, nhưng không ngờ rằng nàng còn tâm trí quan tâm đến chất lượng quần áo. Mắng tất nhiên là mắng, nhưng chỉ dám mắng thầm trong lòng. Trên đường gặp phải những thứ gì đó kia, hiện tại trong lòng Nguyễn Nguyễn vẫn còn sợ hãi. Sau khi sửa sang quần áo xong, nàng lại sờ vào cái cổ bị xiết của mình, nhận ra không đau đớn chút nào. Kìm nén sự tò mò, nàng đi chậm tới trước mặt thẩm ân, nhỏ giọng những thứ đó là gì vậy, thật đáng sợ. Con dối người, thẩm ân không giấu giếm, nói thẳng ra, nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Nguyễn Nguyễn, chàng im lặng, sau đó giải thích là người bị hút mất linh hồn. Đây là một loại tà thuật bị các môn phái lớn cấm tu luyện nó dựa vào việc hấp thụ linh hồn của con người để tu luyện. Người bị mất linh hồn sẽ trở thành cây xác không hồn, điểm khác biệt so với người chết là họ vẫn còn hơi thở. Thích uống máu tươi và ăn thịt người, không khác gì quái vật. Loại người chết sống này dễ bị điều khiển nhất, cho nên còn được gọi là con dối người. Đại sư Huynh, sao Huynh biết nhiều như vậy? Nguyễn Nguyễn kinh ngạc nhìn thẩm ân, chớp chớp mắt. Nam nhân ngồi bên giường lườm nàng, đặt đôi bàn tay thon dài trắng nõn của mình lên thắt lưng, kéo nhẹ thắt lưng ra rồi mới đáp, đọc sách nhiều. "Huynh, huynh làm gì vậy?" Nguyễn Nguyễn nhìn thấy Thẩm Ân chậm rãi cởi thắt lưng ra, ngoại bào sạch sẽ bị cởi ra đặt ở trên một tấm bình phong, trên người chỉ có một lớp áo trong rất mỏng. Đi ngủ, dường như chàng cảm thấy câu hỏi của nàng rất lạ lùng, còn cúi đầu xuống nhìn nàng. Mặc dù đúng là cần phải ngủ vào ban đêm, nhưng không phải mới xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy sao? Không phải nên báo tình hình cho Ninh Giảo và Mạch Tịch, sau đó mọi người cùng nhau đi điều tra à? Nguyễn Nguyễn nhìn thẩm ân cởi giày như không có ai ở đó, nằm thẳng trên giường, hai tay song song khoanh trước ngực, thậm chí còn khoan thai nhắm mắt lại. Như có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng, chàng hé môi nói ra hai chữ, không vội. Không lâu sau khi dứt lời, có tiếng thở đều đều truyền đến từ trên giường, Nàng có thể nghe thấy rất rõ ràng trong đêm tĩnh mịch. Cứ đi ngủ như vậy, Nguyễn Nguyễn luống cuống chân tay đứng giữa phòng. Dường như không thích hợp nếu những người khác đi ngủ mà nàng vẫn còn thức, nhưng khi nghĩ đến những con dối người ăn thịt người đó, nàng sợ hãi trở về gian phòng của mình và ở một mình. Càng nghĩ, cuối cùng nàng vẫn không dám bước ra khỏi cửa phòng. Nàng tự tìm một chiếc ghế, chán nản gục xuống bàn, một lúc sau thì ngủ thiếp đi ngọn nến đã cháy gần một nửa chập chờn chiếu ra một cái bóng lơ lửng trên bức tường. Lúc này thẩm ân đang nằm trên giường, mở mắt ra và vung tay lên, ánh nến yếu ớt vụt tắt, cả gian phòng lập tức chìm trong bóng tối. Làm quen với việc nhìn đồ vật trong bóng tối, thẩm ân ngồi dậy từ trên giường. Khi đi đến bên cạnh bàn, bước chân chàng hơi dừng lại, chàng bê thiêu nữ đang say ngủ trên bàn đặt lên giường, còn hạ chú ngủ mê man cho nàng sau đó chàng mới mở cửa đi ra ngoài, bóng dáng nhanh chóng chìm trong bóng đêm. Ngày hôm sau, mặt trời mọc, ánh nắng lọt qua những đám mây, thành tịch mịch dần trở nên sống động khi những người bán hàng rong dựng quầy hàng vào buổi sáng. Tiếng ồn ào xuyên qua cửa sổ truyền vào căn phòng đóng kín, Nguyễn Nguyễn vươn vai, chậm rãi mở mắt ra, liền bắt gặp một đôi mắt đen kịt. Mở mịt nhìn lên, đập vào mắt nàng là trần nhà sáng mông nàng cố nhắm mắt lại rồi mở nhưng khuôn mặt qua đỗi thanh tú vẫn ở trước mặt nàng, gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở chậm chạp nhẹ nhàng của người kia. Nàng duỗi ngón tay ra vuốt hàng mi dài cong vút của người đang nằm trên giường cùng nàng. Đôi mi dài xinh đẹp kia khẽ run lên theo động tác của nàng, lướt nhẹ trên đầu ngón tay, tựa như một chiếc quạt nhỏ. Đầu ngón tay ấm áp lướt qua sống mũi cao, đáp xuống đôi môi hồng nhạt. Theo độ cong của môi, nàng cẩn thận dò xét môi của nam nhân, dùng ngón tay cay ấn nhẹ lên môi dưới, ép buộc nam nhân hé môi, chiếc lưỡi hồng nhuận lấp ló trong miệng. Bàn tay kia cũng không nhàn rỗi, men theo vạt áo lỏng lẻo, sờ soạng hai lần vào bộ ngực rắn chắc của nam nhân. Sau đó nàng nhanh chóng thu tay lại, che mặt, cuộn mình thành một đống và bật ra một chàng cười giòn giã, mặc dù thẩm ân này keo kiệt lại hay ghi thù. Chất phác lại vô vị, nhưng nàng có thể tha thứ cho bất cứ điều gì bởi khuôn mặt xinh đẹp này. Nhất định chàng không biết mình đã làm gì với chàng trong giấc mơ, nếu biết, chắc chắn chàng sẽ rất tức giận. Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị của Thẩm Ân, dáng vẻ ngại ngùng tức giận nhưng lại không thể làm gì nàng, trong lòng Nguyễn Nguyễn lập tức cảm thấy thoải mái, không nhịn được cười thành tiếng. Bả vai gầy cũng run rẩy lên xuống, khuôn mặt trắng nõn nhuốm đỏ vẻ hưng phấn còn dám làm loại chuyện này thẩm ân nở một nụ cười quái gì đôi mắt đen láy không biểu lộ cảm xúc trước vẻ mặt kinh ngạc của thiếu nữ hắn trả lại chuyện làm sang làm bậy vừa rồi của nàng không thiếu một phần ngón tay mảnh khảnh áp lên chiếc cổ trắng ngà xinh đẹp của thiếu nữ rơi xuống vạt áo thanh lịch còn muốn đi vào trong chờ đã nguyễn nguyễn như bừng tỉnh từ trong mộng hất bàn tay không yên phận ra lật người ra mép giường không bất ngờ ngã xuống đất nàng xoa xoa cái đầu đau nhức vì nện vào sàn nhà, rồi từ từ ngồi dậy từ mặt đất sau một hồi choáng váng. Người thanh niên tao nhã thản nhiên buông ra vạt áo bị kéo mở rộng, quỷ hoài đứng dậy, lấy áo ngoài bên trên trên bình phong xuống, không kiêng kỵ gì mà mặc quần áo chỉnh tề ở trước mặt Nguyễn Nguyễn. Thấy thiêu nữ vẫn ngồi dưới đất bối rối nhìn mình, thẩm ân ngoắc món tay, không cho từ chối nói, lại đây. Đầu tiên Nguyễn Nguyễn không nhúc nhích, Cúi đầu im lặng trong chốc lát, sau đó đồng tử co rụt lại. Sắc mặt nàng trắng bệch, run rẩy đứng dậy từ mặt đất, lung lay sắp đổ đi đến chỗ Thẩm Ân, bất ngờ ngồi xổm xuống ôm lấy đùi chàng, cố gắng ép ra tiếng khóc người nghe rơi lệ, kẻ gặp thương tâm, "Đại sư huynh, ta sai rồi." Thẩm Ân ghét bỏ rút chân ra, vuốt ve nếp gấp nơi vạt áo, kéo một chiếc ghế đến rồi ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn đỡ cằm, sau đó an nhàn thoải mái hỏi: sai ở đâu? nguyễn nguyễn trột dạ bước từng bước nhỏ đến đánh cách ta không nên thèm muốn gương mặt xinh đẹp và cơ thể hoàn mỹ của huynh. a à, đúng là dám nói Khóe miệng thẩm ân cong lên ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt có chút đáng sợ. ta đang nằm trên mặt bàn không hiểu sao lại lên giường cứ ngỡ mình đang nằm mơ liếc nhìn người nam nhân đang ngồi thẳng lưng xác định chàng sẽ không tức giận lúc này trong lòng nguyễn nguyễn mới thả lòng lau đi nước mắt không tồn tại, nàng thì thào nói, dù sao huynh cũng trả thù rồi, cũng phải lỗ. Thân thể thẩm ân dừng lại, liếc nhìn hai lần về phía ngực thiếu nữ, ẩn ý nói, nếu nói như vậy thì ta đã lỗ lớn rồi. Mặt Nguyễn Nguyễn đỏ bừng, không dám nói tiếp nữa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 18. Nguyễn Nguyễn đang nói chuyện phát hiện hình nhân trong thành cho ninh rào và mạnh tịch. Thẩm ân có vẻ không muốn tiếp xúc nhiều với hai người họ nên ở trong phòng không ra ngoài. Sự thật là xuống núi sắp 10 ngày rồi, ngoài hai ngày vừa xuống núi ra thì thẩm ân không hề gặp ninh rào. Bữa ăn đều là Nguyễn Nguyễn mang tới phòng, ăn xong lại dùng thuật làm sạch để tản đi mùi thức ăn trong phòng. Và lại, Thẩm Ân và Ninh Giảo đều thuộc kiểu vô cùng lạnh lùng, số câu nói với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhìn thái độ cư xử này của hai người, Nguyễn Nguyễn bỗng không biết chuyến đi này có ý nghĩa gì, có lẽ thật sự là giúp đỡ chính nghĩa. Biết được chuyện hình nhân, Ninh Giảo vô cùng xem trọng, lập tức dẫn mạnh tịch ra ngoài thăm dò tình hình. Nhìn trong chọc bóng lưng hai người lao ra cửa, Nguyễn Nguyễn đứng trên tầng thở dài, nàng phát hiện Ninh Giảo hoàn toàn không muốn dẫn nàng đi theo. Cốc cốc cốc, nàng gõ rồi mở cửa phòng thẩm ân, thấy chàng đang ngồi xếp bằng trên giường. Nắng vàng dọi vào cửa sổ, rơi trên tấm màn trướng nhạt màu, chiếu sáng bừng cả căn phòng. Làn gió lay đưa, thổi vào đai buộc tóc của người nam nhân, ống tay áo mềm mại cũng tung bay, lộ ra cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo như miếng ngọc của chàng. Chiếc áo đạo sĩ rộng khiến vóc dáng chàng trông hơi gầy, cộng thêm vẻ ngoài quá anh Tuấn, quả thực giống hệt với những công tử được nuông chiều ở dưới phàm trần. Như Nguyễn Nguyễn đã từng chạm vào lồng ngực rắn chắc đó, nàng biết cơ thể ẩn giấu bên dưới lớp áo đạo sĩ rộng rãi đó khiến người ta suy nghĩ xa xôi đến thế nào. Hai tay Nguyễn Nguyễn chống má ngồi một bên, yên lặng tán thưởng vẻ đẹp vô tận một lúc, ánh mắt nàng bị một luồng khí đen thu hút. Luồng khí đen đó tỏa ra từ giữa hàng mày của thẩm ân, lướt qua cổ chàng, quấn lấy chàng hệt như một sợi dây xích. Đôi mắt của nam tử bị luồng khí đen bao bọc dần phiếm đỏ, đôi môi hồng cũng dần tươi tắn, cả căn phòng đầy mê hoặc. Nguyễn Nguyễn sửng sốt bởi hình ảnh này, khuỷu tay chạm đổ tách trà trên bàn, nàng hé môi, quên mất tình huống hiện tại của mình, mắt nhìn chằm chằm vào người nam nhân ngồi trên giường. Người nam nhân đang nhắm chặt hai mắt bỗng mở mắt ra như bị tiếng tách trà rơi xuống đất làm phiền, đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào thiếu nữ đang dựa bên bàn. Luồng khí đen quanh quẩn quanh người dần tan đi, lần nữa chui vào giữa đôi mày. Thẩm ân bỗng nở nụ cười, đôi môi khiêu gợi cong lên thành vòng cung cực đẹp. Chàng vẫy tay với thiếu nữ đang ngần người nhìn chàng, giọng nói trầm khàn mê hoặc, lại đây. Trong mắt chỉ chứa khuôn mặt tuấn tú của người nam nhân, ánh mắt Nguyễn Nguyễn dại ra, nàng nghe lời đứng lên đi tới trước người chàng. Nguyễn Nguyễn ngồi xổm xuống dựa vào bên giường, ngoan ngoãn nghiêng đầu dán mặt cọ vào đùi thẩm ân, nũng nịu gọi, đại sư huynh. Đầu ngón tay lành lạnh nắm cầm thiếu nữ nâng lên, thẩm ân thấp giọng hỏi rốt cuộc muội là ai tiếc là chàng không thể nhận được lời hồi đáp nào cả đôi mắt mất đi tiêu cự của thiếu nữ chỉ đỡ đẫn mờ mịt nhìn chàng thẩm ân luồn hai tay qua nách thiếu nữ bế nàng ngồi lên đùi mình mặt đối mặt nhìn đăm đắm vào đôi mắt hạnh trong veo của thiếu nữ đặt một nụ hôn nóng bỏng lên mí mắt chóp mũi chạm nhau hơi thở ấm áp đan xen. thẩm ân ngậm lấy hai cánh môi hé mở đầu lưỡi mềm mại thuận theo hình dạng đôi môi, tiến vào khoang miệng ấm áp. Chàng mở mắt quan sát những thay đổi trên khuôn mặt người thiếu nữ, nhìn thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng đó dần bao phủ một tầng sương nước, như pha lê trong suốt, như hạt sương đọng trên cánh hoa buổi sớm mai. Dáng vẻ bị chàng dẫn dắt vô cùng đáng thương nhưng lại lộ ra đôi chút mờ mịt vì mất đi thần trí. Thẩm ân nghĩ, nếu lúc này thiếu nữ trong lòng chàng tỉnh lại, chắc chắn nàng sẽ dơ móng vuốt sắc bén như mèo ra, sau đó cào cho chàng máu tươi đầm đìa. Xong chuyện, sợ chàng tính sổ, nói không chừng sẽ ôm đùi chàng mà nhận thua. Ngốc nghếch đến mức đáng yêu, mút mạnh cánh môi đầy đặn của thiếu nữ, lúc này thẩm ân mới lùi lại, thấy cánh môi nhuốm một lớp óng ánh, để lại dấu vết mờ ám bị người ta giày vò chẳng chút thương xót. Chàng hài lòng cong môi, đôi hàng mi dài che đi dục vọng cuộn trào trong đáy mắt vùi mặt vào cần cổ thanh tú trắng nõn của người thiếu nữ người mùi hương thoang thoảng chỉ thuộc về nàng trái tim chàng bỗng chốc ổn định lại tùy ý hôn lên chiếc cổ xinh đẹp vài cái lúc này chàng mới bế nàng đứng dậy xuyên thẳng qua tường đến một gian phòng khác đặt thiếu nữ nằm lên giường xong tay làm phép người trên giường bỗng nhắm mắt ngủ say thẩm ân ngồi bên giường nhìn nàng trong chốc lát sau đó biến mất khỏi phòng không biết qua bao lâu Nguyễn Nguyễn mơ màng tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt, trong đầu trống rỗng như thể quên mất chuyện gì đó. Đột nhiên nàng vỗ chán, mang ủng rồi chạy sang phòng bên cạnh. Đến cửa, nàng khuôn phép gõ cửa, được sự đồng ý của người bên trong rồi mới đẩy cửa đi vào. Thấy Thẩm Ân đã thay quần áo ngạc nhiên, không kiềm được nhìn thêm hai lần. Chiếc trường bào này hoàn toàn khác với áo đạo sĩ thuần trắng bình thường Thẩm Ân hay mặc cổ tay áo và vạt áo phân đều hoa văn phức tạp, nhìn kỹ còn có một lớp viền vàng được khảm dọc theo cổ áo. So với áo choàng thuần trắng như trước đây thì có thể nói là bộ quần áo này rất lộng lẫy. Liếc nhìn người nam nhân biếng nhác tựa bên cửa sổ, lần này Nguyễn Nguyễn giữ được miệng không hỏi nhiều. Không ngờ nam tử đối diện nhìn sang, cau mày với nàng, muội không nhận ra ta có gì khác à? À thì, Nguyễn Nguyễn im lặng, dò xét trả lời. Thay quần áo rồi. Hết rồi à?" Thẩm Ân trầm giọng, ánh mắt đen láy sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm, không hài lòng mím môi, "Không đẹp." "Đẹp?" Có được câu này của thiếu nữ, Thẩm Ân giãn đôi mày đang cau chặt ra, nhàn nhã dựa vào tường, "Tìm ta có chuyện gì?" "Đại sư huynh, có phải huynh quên chuyện hình nhân rồi không?" Nguyễn Nguyễn kéo ghế ngồi xuống, vội nói, "Nhóm Ninh Tiên tử đã ra ngoài điều tra rồi." có phải chúng ta cũng nên làm chút gì đó không? Làm gì? Thẩm ân hờ hững liếc nàng, đứng im không nhúc nhích. Nguyễn Nguyễn không hiểu dáng vẻ này của thẩm ân là ý gì. Nàng khảy ngón tay, hỏi, chúng ta không đi giúp sao? Vừa dứt lời, Nguyễn Nguyễn nhìn thấy người nam nhân đối diện quan sát từ đầu đến chân nàng. Lời nói nhẹ bẫng toát vẻ chán ghét quen thuộc, có đệ tử của Quy Nhất Tông rồi. Chân yếu tay mềm chạy mấy bước là thở hồng hộc như muội có thể giúp được gì. Nguyễn Nguyễn mở lớn mắt, tức đến mặt đỏ tía tai. Mặc dù chàng nói không sai, nhưng lại quá thẳng thừng. Huống hồ, cho dù nàng không giúp được gì nhưng ít nhất nàng cũng có lòng. Đầu như người nam nhân nhàn nhã vô tư trước mặt, giúp được mà cũng chẳng thấy chàng động đậy gì. Nguyễn Nguyễn tức giận đi ra ngoài, cảm thấy việc đến tìm thẩm ân là một sai lầm nàng khẽ thở dài xuống tầng tìm một vị trí có tầm nhìn tốt trong sành nhà trọ rồi ngồi xuống đợi nhóm ninh dảo quay về mặc dù không giúp được gì nhưng suy cho cùng thì nàng vẫn bận tâm đến chuyện này dù sao thì chuyện này chẳng những liên quan đến an nguy của bản thân trong thành còn có nhiều người dân như vậy nếu không tóm được kẻ đứng sau cướp những linh hồn kia thì tai họa tiềm ẩn sẽ rất lớn đợi cả một ngày cho đến khi ánh hoàng hôn cuối cùng trên bầu trời biến mất, Ninh Giảo và Mạnh Tịch mới vội vã trở về, sắc mặt không tốt cho lắm. Nguyễn Nguyễn đoán, có thể chuyện này hơi nan giải. Điều tra được manh mối gì không? Nàng đứng dậy đón, ngăn bước chân họ đang muốn lên tầng. Ở phía Tây Thành có một trạch viện rất lớn để chống. Rất lâu trước đây, ở đó xảy ra một vụ hỏa hoạn tự nhiên, bị người trong thành xem là điềm chẳng lành nên bỏ trống. Lúc bọn ta đến đó thì phát hiện viện tử đó đã bị kết giới vây lại. Ta với sư tỷ gắng gượng phá kết giới đi vào trong, thấy bên trong chất đầy xương trắng, những thứ khác thì cần kiểm chứng. Mạnh tịch đôi ba câu giải thích xong hành trình hôm nay của họ, không hề giấu giếm chút nào. Ninh rào bên cạnh vẻ mặt nghiêm trọng không lên tiếng, nàng ta vẫn đang nghĩ đến kết giới ở trạch viện kia. Thực ra đó không chỉ đơn giản là một kết giới, nếu mạnh tịch cẩn thận hơn chút nữa thì có lẽ sẽ nhận ra bên trong kết giới còn giải rác hoa văn bùa chú lộn xộn. Đó là thứ mà trưởng môn quy nhất tông, cũng chính là vật thông chân nhân sư phụ của nàng ta quen dùng. Có lẽ người khác không biết, nhưng từ lúc còn rất nhỏ Ninh Giảo đã nhìn thấy sư phụ của mình tạo ra kết giới giống vậy, hoa văn bùa chú rườm già đó đã để lại cho nàng ta ấn tượng rất sâu sắc. Ninh Giảo siết chặt tay cầm kiếm, tự nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ. Chẳng hạn như tại sao hoa văn bùa chú đó lại xuất hiện ở đây? Hình nhân bị hút lấy linh hồn là thế nào? Ký ức lãng quên theo thời gian dần hiện ra, nàng ta nhớ đến chuyện hơn 10 năm trước. Sư phụ đã tổn hại rất nhiều nguyên khí để gia cố phòng ấn của Ma Sơn, vì vậy mà bế quan một lần. Thời gian chưa đến nửa năm, Tô Vi đã từ kỳ hóa thần, vượt qua giai đoạn hợp thể, trở thành lão tổ của kỳ đại thừa chỉ thiếu độ kiếp nữa là thăng lên thành tiên. Song, điều kỳ lạ là đây vốn là chuyện tốt, sau khi bị nàng ta vô tình bắt gặp, sư phụ không cho phép nàng ta nói với người khác. Ninh Giảo nghe theo lệnh sư phụ, giấu đi chuyện này, không nhắc đến với ai. Bây giờ nghĩ lại thì phát hiện không hợp lý. Độ kiếp đến kỳ đại thừa ứng với 64 tia sấm sét, tia nào cũng cực kỳ hung dữ mạnh mẽ. Nhưng những ngày sư phụ bế quan hoàn toàn không có sấm sét. Vậy sao Tu Vi có thể đến kỳ đại thừa nhỉ? Trước đây Ninh Giảo chưa từng nghĩ đến, nhưng gặp vài chuyện hình nhân, nàng ta lại không khỏi nghĩ nhiều. Nàng ta từng đọc được ghi chép có liên quan đến thuật nhiếp hồn trong một cuốn sách mật ở tàng thư các, nói rằng tà thuật này được tạo ra bởi ma quỷ, dựa vào việc hấp thụ linh hồn để nâng cao tu vi của bản thân. Nếu tu theo con đường tu luyện chính thống thì phải chịu đựng sấm xét mới có thể thăng cấp, dựa vào hấp thụ linh hồn để thăng cấp nhưng lại khéo léo tránh được đạo trời không cần độ kiếp cũng có thể tăng tu vi con đường tắt này tạo ra đã nhận được sự săn đón của vô số tu sĩ không chỉ ma quỷ mà ngay cả đệ tử của rất nhiều môn phái cũng đi theo con đường tà này khi ngày càng nhiều người bị hút mất linh hồn giới phàm trần và giới tu tiên đều bị chìm trong những đau khổ tang thương người mất đi linh hồn không có linh hồn chết cũng tan thành mây khói không vào được địa phù. Người thân của họ khóc lóc chẳng kể ngày đêm, cuối cùng kinh động đến đạo trời. Giáng xuống hỏa hoạn để trừng phạt, thiêu sạch những tu sĩ đi theo con đường tà đạo đó. Ai dám đấu với trời, từ đó về sau, lượt nhếp hồn thất truyền, mãi cho đến ngày nay mới xuất hiện lại. Lòng ninh rào ngờ vực lo lắng, nhưng nàng ta không dám và cũng sẽ không nói cho Nguyễn Nguyễn và Mạnh Tịch biết chuyện liên quan đến Quy Nhất Tông và sư phụ của nàng ta, nàng ta buộc phải thận trọng. Ê, Nguyễn Tiên Tử, sao trên cổ ngươi có mấy dấu đỏ thế? Lời mạnh tịch khiến Ninh Giảo hoàn hồn, nàng ta vô thức nhìn vào cổ Nguyễn Nguyễn, chỉ thấy trên làn da trắng nõn đúng là có ba chỗ đỏ, hệt như bị cao. Hả, Nguyễn Nguyễn sờ cổ mình, nàng xuống giường cũng không soi gương, không biết cổ mình đỏ, tiện miệng nói, có thể là bị côn trùng cắn đấy. Mạnh tịch hiểu ra gật đầu, lấy một hộp tròn nhỏ trong ống tay áo nhét vào tay Nguyễn Nguyễn. Đây là cao mọc ẩn, rất hiệu quả với vết sưng đỏ do côn trùng cắn. Cảm ơn, Nguyễn Nguyễn không từ chối, cất hộp cao vào túi. Đồ mình tặng được nhận, mạnh tịch đứng một bên cười mốc nghếch còn ninh rào thì nheo mắt nhìn chằm chằm vào vết đỏ đó một lúc lâu. Càng nhìn càng cảm thấy đó không phải do côn trùng cắn mà giống với. Dấu hôn hơn mặt ninh rào bỗng chốc thoát xanh thoát đỏ, liếc nhìn thiếu nữ vẻ mặt vẫn bình thường như không có gì xảy ra, phất tay áo cắn răng lên tầng. Có thể thân thiết với Nguyễn Nguyễn như vậy, ngoài người nam nhân mặt mày anh Tuấn, mắt như đầm nước lạnh lẽo thì còn có thể có ai nữa chứ? Mấy ngày qua, hai người họ như hình với bóng. Trong lòng có chút không cam tâm, rõ ràng nàng ta quen thầm ân sớm nhất chẳng phải sao? Dựa vào đâu mà một đứa vô dụng chỉ ở kỳ luyện khí lại lọt vào mắt trang. Bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của người nam nhân ở đầu cầu thang, ninh rào giật mình, vội cụp mắt, căng thẳng quay về phòng mình. Xem ra hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, có phải ta quấy dày rồi không? Thẩm ân bước từng bước đi xuống, vẻ mặt hơi lạnh lùng, trông không vui lắm. Nguyễn Nguyễn nhạy bén nhận ra cảm xúc của người nam nhân thay đổi lúc tay chàng nắm sau cổ áo của nàng rồi xách nàng lên trước, nàng cười nịnh nọt, nào có chứ? Có phải đại sư huynh đói rồi không? Hay là chúng ta bảo ông chủ đưa cơm đến phòng nhé? Nam tử liếc nhìn nàng, bỏ đi ý nghĩ xách nàng lên tầng. Chàng đi tới trước, ánh mắt tỏ ý bảo nàng đi theo. Chào mạnh tịch xong, Nguyễn Nguyễn vội đuổi theo, chỉ sợ thầm ân sáng nắng chiều mưa lại đổi ý. Nhìn bóng lưng hai người một trước một sau, mạnh tịch há miệng, trong mắt toát lên vẻ cô đơn. Chương 19 Sau sự tình đám con dối người, Ninh Giảo và Mạnh Tịch thường xuyên đi sớm về muộn, Nguyễn Nguyễn rất hiếm khi gặp họ. Dường như Thẩm Ân chẳng quan tâm những chuyện xảy ra trong thành, ngoại trừ mỗi ngày đều đúng giờ ăn cơm, thì thỉnh thoảng chàng còn đi dạo trên đường phố. Chính xác là chàng chỉ dạo phố để mua mấy món đồ chơi mới mới, chứ không hề làm gì khác. Cuộc sống như thế trôi qua vài ngày, vào một trưa nọ mặt trời chiếu gay gắt, cặp tỷ đệ lết thân xác phong trần bụi bặm trở về. Nguyễn Nguyễn đang muốn ra ngoài, vừa hay đụng phải hai người họ trước cửa khách điếm, trông thấy mặt mày hai người nghiêm nghị, nàng bèn ân cần hỏi han, đã xảy ra chuyện gì sao? Ninh rào trực tiếp bỏ qua nàng đi thẳng lên lầu, nhìn theo hướng nàng ta đi, có vẻ nàng ta muốn tìm thẩm ân. Còn mạnh tịch cứ đứng chắn trước người nàng, hắn định hỏi nàng gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng hắn vẫn không nói câu nào. Hắn nhét lá bùa cùng một ít pháp khí phòng thân vào lồng ngực Nguyễn Nguyễn mặc kệ nàng muốn hay không. Mặt ngưng mày động căn dặn, buổi tối không được đi ra ngoài. Dù nghe thấy tiếng động gì cũng không được rời khỏi khách điếm. Nói một câu không đầu không đuôi mà chẳng giải thích chi thêm. Mạnh tịch nhấc chân lên lầu, bỏ lại Nguyễn Nguyễn đứng ôm mớ đồ giữa cơn gió thoảng. Đêm hôm ấy, bởi vì mải nghĩ về chuyện này mà nàng lăn qua lộn lại mãi không ngủ nổi, quả nhiên một âm thanh sột soạt vang vọng từ trong bóng tối. Không dám mở cửa xem rõ ngọn ngành, nàng đành lặng lẽ đầy cửa sổ tạo thành một cái khe nhỏ. Nàng quan sát tình hình phố xá bên ngoài qua khe cửa, Nguyễn Nguyễn bịt kín miệng mình, vì sợ hãi mà suýt hết toáng, hai chân nàng lập tức mềm nhũn như cọng mì. Nàng nhìn thấy vô số con rối mặt đen ngòm đi dọc theo con phố dài, đầu tiên chúng lắc lư không mục đích, sau đó như thể chúng được triệu hồi, tất cả tập trung về chung một hướng. Lít nha lít nhít, dày đằng đặc, khiến người xem bị dọa mất mật. Một lúc sau, giữa không trung xuất hiện một chùm pháo hoa màu xanh, Nguyễn Nguyễn nhận ra đây là tín hiệu cầu viện của Quy Nhất Tông. Nàng chợt nhớ tới lời mạnh tịch dặn nàng khi sáng, chắc có lẽ bọn họ hành động vào ban đêm. Nhưng mạnh tịch lo lắng nàng mới tu luyện đến tu vi luyện khí nên không thể tự vệ, hắn bèn đưa nhiều pháp khí và bùa chú tốt hơn cho nàng. Cơ mà pháo hoa cầu viện đã đốt, chứng tỏ bọn họ gặp phải rắc rối rất lớn. Là đệ tử trung môn phái, Nguyễn Nguyễn Há có thể thấy chết không cứu ư. Huống hồ, trên đường tới đây mạnh tịch chăm sóc nàng vô cùng chu đáo, còn đưa rất nhiều bùa hộ mệnh. Về phần tình nghĩa hữu nghị, nàng cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng đoái hoài cái mạng nhỏ của mình, Nguyễn Nguyễn do dự vẫn là thẩm ân đầy cửa phòng nàng. Trong phòng không có ánh nến, tối tăm đến nỗi không thể thấy năm ngón tay. Nàng gọi tên hai lần, nhưng không một ai trả lời. Nàng lấy hộp diêm quẹt vài phát, dựa vào ánh sáng yếu ớt, nàng trông thấy chăn gối được xếp gọn gàng, trong phòng không có ai. Nghĩ đến việc hình như ninh rào đi tìm thẩm ân, Nguyễn Nguyễn giàn nỗi bất an xuống. Đại sư Huynh lợi hại như vậy, nếu Huynh ấy chịu ra tay tương trợ, nhất định sẽ không sao hết màn đêm tĩnh mịch bốn phía yên tĩnh, ngoài trời nổi gió, từng đợt gió khẽ lùa qua khung cửa sổ khép hờ, ánh sáng từ que diêm chập trà chập trơn. Khiến thẩm ân phải ngồi đợi trong phòng một phút, con đường đối diện ô cửa sổ vắng tanh. Toàn bộ con rối người di chuyển về thành Tây, cũng là nơi đốt pháo hoa chi viện. Đi qua đi lại trong phòng, Nguyễn Nguyễn không thể đứng chờ được nữa. Nàng dán tất cả bùa hộ mệnh lên người hòng phòng thủ, những vật có tính chất công kích thì nàng nhét vô tay áo nàng lấy trục nguyệt kiếm từ trong túi hạt cải tay phải cầm chặt cán kiếm chạy ra khỏi cửa gió thổi phần phật bên tai tát vào mặt làm nàng hơi đau trước trạch viện bị bỏ hoang ở thành tây sau khi hủy diệt biết bao con dối ninh dảo và mạch tịch đã bị chúng bao vây bọn họ giết một nhóm người dối này một nhóm người dối khác lại xông lên giống như bọn họ không thể giết được bao nhiêu linh lực của bọn họ ngày một tiêu hao. Mạch Tịch chống kiếm trên mặt đất, thờ hồn hển nhìn Ninh rào bố trí kết giới ngăn cách đám người dối, sư tỷ, chẳng phải chân diễn đạo quân đồng ý giúp đỡ sao? Vì sao chưa ai tới? Cảm giác tinh lực dần bị giảm sút, Ninh Giảo càng không dám nới lòng, sau đấy kết giới bị phá tan tành, nàng ta chém một nhát, kiếm chém thẳng vào con quái vật đang bổ nhào về phía nàng ta, môi nàng ta mím thành một đường thẳng sáng sớm, quả thật nàng ta đã đi tìm thẩm ân, kể rõ tình huống nguy cấp trong thành, nhờ và chàng cứu trợ, người nam nhân trầm tĩnh cục mặt nghe nàng nói, không tỏ rõ thái độ của mình. Đó giờ, đệ tử Tông Môn luôn mang tấm lòng nhân từ, giúp đỡ lẫn nhau lúc hoạn nạn. Nên Ninh Giảo chưa bao giờ nghĩ tới việc thẩm ân từ chối, nàng ta cho rằng thẩm ân im lặng là ngầm đáp ứng. Do vậy, nàng ta mới thừa dịp đêm đen dẫn sư để đi khống chế cục diện trong thành. Ấy vậy mà nàng ta không ngờ tới chính nàng ta tự đưa mình rơi vào hiểm cảnh. Hiện tại nàng ta chỉ mong thẩm ân đến chậm, chứ không phải muốn vùi lấp nàng ta xuống hiểm cảnh. Nếu không, chờ đệ tử quy nhất tông nhận được tin tức, e rằng hai người bọn họ đã bị đám con rối người này gặm nhấm không thành hình người. Nàng ta đạp bay con rối đang nắm lấy góc áo mình ra ngoài, Ninh rào cảnh giác lùi lại vài bước dựa lưng vào mạch tịch chật vật đứng đằng sau. Ai cũng không dám lơ là, vì bọn họ sợ chỉ một giây sau bọn họ sẽ mất mạng. Số lượng con rối người không ngừng gia tăng, chặn đứng bọn họ ngay trước cửa trạch viện. Bỗng một bàn tay phá cửa trạch viện thoát ra, móng tay nhọn hoắt cào cấu lớp vải trên vai ninh rào, kéo nàng ta về phía cửa. Mạnh tịch thấy thế, hắn dùng một chiêu kiếm chặt đứt bàn tay thối giữa sắp thành xương vụn bàn tay của con quái vật kia bị chặt lìa rồi rơi xuống đất. Nó không cam lòng rời đi, xung quanh lập tức yên tĩnh. Sư tỷ, tỷ, mạnh tịch chưa kịp nói câu kế tiếp, đôi mắt hắn bỗng dưng trợn tròn, vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tin nổi. Đại sư tỷ hắn tín nhiệm nhất, tôn dùng nhất, lại một trường đánh hắn về hướng con dối người tụ tập. Hắn bị đẩy té lăn xuống đất, đám con dối người không có ý thức người thấy hơi thở người sống, lập tức nhào tới như tổ ong vỡ tổ. Chẳng mấy chốc, bóng dáng mạch tịch đã bị những con rối người che khuất. Chỉ còn tiếng thét thảm thiết và tiếng nhai xương rộp rộp vang vọng giữa không trung, màn đêm yên tĩnh càng khiến âm thanh trở nên rõ ràng. Già đầu ninh rào tê giải, từ biệt xoay người rời đi, trong mắt nàng ta chan chứa sự không đành lòng. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, nếu cả hai người bọn họ cùng nhau liều chết không tránh khỏi việc bị gặm nhấm do linh lực suy kiệt. Đã như thế, thà hy sinh một người để đổi lấy sinh mạng của người kia. Nàng ta đường đường là đại sư tỷ của môn phái Quy Nhất Tông, là thiên tài tu luyện mà người người ngưỡng mộ trong giới tu tiên. Thường ngày, nàng ta nói gì tiểu sư đệ nghe nấy, nói vậy cũng là do chính hắn đồng ý đánh đổi mạng sống của mình để nàng ta an toàn rời đi. Nghĩ tới đây, hổ thẹn trong lòng Ninh Giảo giảm bớt mấy phần thở một hơi thật sâu, thừa dịp đám con rối đang bu xung quanh người mạnh tịch, nàng đi mau chóng rời khỏi trạch viện, trở về khách điếm tìm Thẩm Ân. Tuy người nam nhân hùng mạnh kia mới tu luyện đến kim đan, nhưng cũng đã có thể chém giết yêu thú cấp nguyên anh. Bây giờ đã tới nguyên anh cảnh, nàng ta khẳng định thực lực chàng đã vượt xa quá khứ. Dẫu không thể tiêu diệt sạch mớ con rối người này, chỉ ít ở bên cạnh hắn còn có thêm khả năng sống sót bóng người cao lớn đứng trên mái hiên ẩn hiện giữa đêm đen trong con phố dài, quần áo thẩm ân tung bay, thẩm ân quan sát hết thảy tình hình trước trạch viện, khóe môi chàng nở nụ cười trào phúng, gương mặt lạnh nhạt lộ vẻ coi thường cùng căm ghét, nhưng ánh mắt lại sáng quắc rõ ràng. Đây chính là chữ tiên tử nổi danh trốn tu tiên, đại đệ tử của trưởng môn quy nhất tông. Nữ tử trước mắt cao quý, thuần khiết tựa tuyết trắng, mà không ai biết rằng sau lưng nàng ta lại cất giấu tâm địa vô cùng độc ác. Một mình thầm ân rào bước trên hành lang dài, vì để trả giá cho mạng sống của mình. Chàng bị hàng vạn yêu ma ở núi phong ma đục khuết cơ thể, mỗi khi đến nửa đêm, chàng thường mơ thấy mình trở lại nơi đó, cơn ác mộng kia khiến chàng phải đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đôi mắt đen nháy hòa là một cùng với bóng tối, ngón tay thẩm ân giật giật những con rối người kia nhà cơ thể của mạnh tịch loạn choạng đứng dậy, từng con một quay đầu, đuổi theo ninh rào. Bóng đen trước trạch viện được xua tan, lộ ra khuôn mặt trắng bệch của người kia, mạnh tịch đã mất đi ý thức, hai mắt hắn nhắm nghiền nằm gục trên đất, cả người mướt mát mồ hôi, chiếc áo choàng hắn khoác thâm đẫm máu tươi đỏ sẫm Tay phải cầm kiếm bị gặm nát bê bết, cánh tay phải chỉ còn chút máu thịt và xương trắng. Mặt khác, ninh rào, người vứt bỏ mạnh tịch mau chóng phát hiện đám con rối đang đuổi theo sau. Ngay lúc nàng ta tuyệt vọng, nàng ta trông thấy Nguyễn Nguyễn đang chạy về phía mình. Chữ tiên tử, đại sư huynh và mạnh tịch đâu? Chưa chạy đến gần, Nguyễn Nguyễn phát hiện con rối người đang đuổi sát không tha đằng sau lưng ninh rào. Lá bùa trong tay áo nàng lập tức xông ra đánh con người dối đang lao tới. Con dối người ngã xuống, ninh rào dừng chân nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng ta chạy lại chỗ Nguyễn Nguyễn vài bước, ngừng một chút rồi nói với nàng, bọn họ bị con dối người bao vây ở thành Tây, muội mau tới cứu họ. Cái gì? Nguyễn Nguyễn kinh hãi tới nỗi biến sắc, khuôn mặt nàng tái nhợt. Nhìn bức tường mưa gió không lọt phía trước, nàng hít sâu một hơi, cầm chắc thanh kiếm trong tay, đầu óc bị gió thổi mà trở nên tỉnh táo lạ thường. Nếu như vậy, sao tỷ còn thời gian đứng đây nói cho ta biết chuyện này? Nguyễn Nguyễn dùng mũi kiếm bén nhọn nhắm thẳng ít hầu ninh rào, ánh mắt nàng sắc lạnh hiếm thấy, từ dáng dấp đến mặt lạnh y đúc thẩm ân, chữ tiên từ, một tu sĩ kim đan lại gọi một người chưa đến trúc cơ đi cứu người, người kêu ta đi chịu chết, đúng không? Đừng bảo sư đệ ngươi và đại sư huynh hy sinh đẫm máu ở thành Tây, chính là để cho ngươi thoát khỏi đó về khách điếm tìm ta cứu viện. Tuy rằng nàng sợ chết sợ đau, nhưng nếu tính mạng của thẩm ân bị đe dọa, dù là núi đao biển lửa nàng cũng phải nhảy đây vừa là sứ mệnh vừa là tình nghĩa đồng môn của nàng tuy nhiên lời ninh giảo nói với nàng quá khả nghi nếu tình cảnh của thẩm ân và mạnh tịch quá nguy cấp thì làm sao ninh giảo có thể toàn thân nguyên vẹn trở về hoặc là nàng đoán đúng thẩm ân và mạnh tịch gặp nguy hiểm nàng ta bỏ chạy tự cứu mình hay căn bản thẩm ân bên kia không có chuyện gì nàng ta chỉ muốn lừa gạt nàng đi chết thay bất kể là khả năng nào, cũng đã đủ để khiến nàng giảm bớt ấn tượng về vị ninh rào thuần khiết như đóa hoa cao lĩnh này. Đầu óc xoay chuyển nhanh đấy, chi bằng, ta tiễn ngươi trước một đoạn, thủ đoạn bị lật tẩy, mặt ninh rào lộ vẻ tức giận. Nhìn những con rối người bị lá bùa đầy lùi dần dần vây quanh mình, nàng thầm nghĩ chung đến rất đúng lúc. Nàng ta định dở lại trò cũ, đẩy Nguyễn Nguyễn ra giữ chân chúng. Ngay lúc bàn tay nàng ta triệu hồi linh lực, một cơn gió mạnh bỗng đánh úp lòng bàn tay nàng ta, hất tung người nàng ta bay ra ngoài. Nguyễn Nguyễn vốn đang tập trung cao độ, bỗng dưng trông thấy cơ thể ninh rào bị văng xa mấy mét như diều đứt dây, nặng nề đập vô tường, đục tường thành một cái lỗ to ơi là to. Sau đó nàng ta ngã lăn quay xuống đất, phun một ngụm máu lớn. Sững sở chứng kiến cảnh này, eo nàng bị ôm cánh tay mạnh mẽ tung lấy. Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu, nàng thấy gò má lạnh lùng của thẩm ân, cảm dưới chàng căng cứng, ôm nàng phi lên mái hiên. Đại sư Huynh, Huynh không sao chứ, Nguyễn Nguyễn vui sướng từ tận đáy lòng, tảng đá chắn trong lòng nàng rơi xuống ngay lúc nhìn thấy thẩm ân. Nàng nghi hoặc nhìn bốn bề, hỏi, mạnh tịch đâu? Đôi mắt người nam nhân thâm thúy như bầu trời đêm nhìn sang, âm thanh lạnh lẽo tựa đầm nước ngày đông giá rét, muội quan tâm hắn ta vậy sao? trực giác của nàng cho thấy, ngữ điệu bây giờ của thẩm ân rất nguy hiểm. Nàng bèn châm trước, dù sao cũng là người đồng hành, tất nhiên không sánh bằng đại sư huynh, những ta vẫn nên phải lẽ. Thẩm ân yên lặng ngắm nàng một lúc, ngón tay chàng khẽ vuốt, gạt sợi tóc bay bay của thiếu nữ ra sau tai, đáp không chết được. Chỉ thiếu một cánh tay, chàng không nói câu này. Mặc kệ ninh rào không động đậy dưới mặt đất, chàng ôm eo thiêu nữ trở về khách điếm. Thu dọn đồ đạc, chúng ta rời khỏi đây ngay bây giờ. Bây giờ? Nguyễn Nguyễn kinh ngạc một hồi, không hiểu nói, chúng ta bỏ mặc đám người chữ tiên tử ư? Chuyện con dối người không phụ trách nữa sao? Thẩm Ân không có đồ gì cần dọn, an vị trong phòng Nguyễn Nguyễn xem nàng bận tiêu tít, thả những đồ mua được trong thành vào túi hạt cải. Ánh mắt nhìn thiếu nữ toát lên vẻ nhu hòa, trả lời, quy nhất tông đã phái đệ tử vào thành chuyện này để bọn họ xử lý là được, chúng ta không cần nhúng tay làm gì. Vậy à, Nguyễn Nguyễn trần chờ thế chúng ta cũng không cần người chào hỏi người của quy nhất tông trước đi rời đi à? Không cần, mớ đệ tử tông môn giả về đạo mạo kia, chàng vừa thấy đã ghét. Thấy thẩm ân nhất quyết thế kia, Nguyễn Nguyễn cũng không nói gì nữa, động tác thu dọn đồ đạc càng nhanh nhẹn hơn. Sau khi đệ tử tới tương trợ khống chế thế cuộc, cứu mạnh tịch và ninh giảo đang hôn mê bất tỉnh bọn họ phát hiện thẩm ân nguyễn nguyễn không còn ở trong thành nhận được thư đệ tử thông báo tình hình diễn ra trong thành quy nhất tông lập tức truyền tin dự đến những tông môn khác tông môn nhận được tin tức lập tức sừng sốt vừa hay phong ân núi phong ma nới lỏng lần thứ hai mọi người khắp tu tiên giới nhất trí cho rằng cơ sự này do đám yêu ma chảy thoát khỏi núi phong ma gây nên các tông môn thắt chặt cảnh giới lập lời thề phải tìm ra tên yêu quái làm chuyện ác ngập trời này. Tù tiên giới xảy ra chuyện gì Nguyễn Nguyễn cũng không rõ, giờ khác bây giờ nàng đi theo thẩm ân, đặt chân tới một cổ trấn đẹp tựa tranh vẽ. chương 20 Đại sư Huynh, chúng ta thật sự không về tông môn sao? Nguyễn Nguyễn cắn cây kẹo hồ lô trong tay một cái, phát âm không rõ ràng hỏi. Từ sau khi rời khỏi nghiệp thành, cả chặng đường bọn họ vừa đi vừa nghỉ, Tham thú một vài nơi, ăn tất cả các món ăn ngon đặc sắc của vùng đó, ngắm đủ cảnh sông núi cây cỏ rực rỡ. Những ngày nhàn nhã như thế này khiến Nguyễn Nguyễn sinh ra chốt cảm giác năm tháng tĩnh lặng, ngay cả người nam nhân có tính cách nắng mưa thất thường này cũng trở nên thuận mắt không ít. Tay trái tay phải của thiếu nữ chia ra cầm một sâu kẹo hồ lô, bên trái ăn đến chỉ còn lại một viên. Thẩm Ân thấy nàng đã ngậm trái sơn trà được bọc đường cuối cùng vào miệng, một ngụm cắn nát chua đến hai đầu lông mày trực tiếp cau lại. Vị chua qua đi, lại tiếp tục vui vẻ ăn tiếp. Không thể lý giải được hành vi gần như là tự ngược này, chàng trầm mặc chốc lát, lúc này mới lên tiếng, chơi đủ rồi chứ. Liếm liếm môi, Nguyễn Nguyễn rất thành thật mà lắc đầu, vẫn chưa. Xuống núi có nhiều nơi để vui chơi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn như thế làm sao có thể chơi đủ được. Nếu như được thì nàng thật sự muốn đi du sơn ngoạn thủy tốt nhất là có thể thưởng thức các loại thức ăn ngon. Bí cảnh còn vài ngày nữa sẽ mở ra, đợi qua hai hôm nữa, chúng ta trực tiếp từ đây xuất phát đến Bắc Hải. Thẩm ẩn rất tự nhiên nhân lấy cây tăm tre trống không trong tay thiêu nữ rồi vứt bỏ, ngón tay cái của lòng bàn tay lướt qua khuôn mặt nhỏ trắng mịn đó, lau sạch lớp đường áo dính trên khuôn mặt của thiếu nữ. Động tác này thân mật lại mang theo vài phần ôn nhu, khiến Nguyễn Nguyễn nhất thời ngây người khóe tay lặng lẽ đỏ lên, nàng âm thầm kéo dài khoảng cách với Thẩm Ân một chút, trong lòng tự dâng lên vẻ nghi hoặc. Sau khi rời khỏi Nghiệp Thành rồi bước lên cuộc hành trình chỉ có hai người, Nguyễn Nguyễn hoặc ít hoặc nhiều có nhận thấy được sự thay đổi thái độ của Thẩm Ân đối với nàng. Hình như trở nên dịu dàng hơn, cũng ân cần hơn. Điều quan trọng nhất là chịu tiêu tiền vì nàng rồi. Nhớ đến lúc đầu khi ở Nghiệp Thành, tên nam nhân này sai khiến nàng chạy ngược chạy xuôi khắp thành, ngay cả chút tiền chạy vặt cũng không chịu cho, keo kiệt đến mức khiến người ta phải khóc thét. Bây giờ không chỉ không sai khiến nàng như một tiểu tì nữ, mà còn bỏ tiền túi ra mua đủ loại đồ ăn cho nàng. Nghĩ đến đây, Nguyễn Nguyễn dừng bước chân đang tiến về phía trước, do dự nhìn thầm ân, trên mặt hiện rõ cảm xúc rối rắm. huynh, huynh thích ta đúng không? Câu hỏi này vừa thốt ra, cảm giác như bầu không khí xung quanh trở nên không tắc nghẽn. Nguyễn Nguyễn thấy nam nhân bạch y tung bay trong chốc lát trở nên ngơ ngác, sau đó bất đắc dĩ nhướn mày. Một bàn tay đặt lên đỉnh đầu nàng xoa xoa, làm tóc nàng rối lên. Lúc này mới khẽ cúi đầu, một khuôn mặt như ngọc tiến đến trước mặt nàng, đôi môi mỏng cong lên, tiểu sư muội, muội suy nghĩ đẹp đẽ quá rồi đó. Nói không rõ là thất vọng hay là vui mừng, hoặc có thể là cả hai. Nguyễn Nguyễn ngửa mặt ra sau, để bản thân tránh xa khuôn mặt tuấn tú quyến rũ đó một chút, khoa trường vỗ vỗ vào ngực mình, vậy thì tốt. Không đợi nụ cười nhẹ nhõm của Nguyễn Nguyễn biến mất, thẩm ân ôm lấy phần cổ của thiếu nữ rồi lại kéo người về lại. Đôi môi áp sát vào bên tai nàng nhẹ giọng nói, không phải trước đây muội nói thèm thuồng cơ thể ta sao? Trùng hợp quá, đối với tiểu sư muội, ta cũng ôm lấy cách nghĩ như vậy. Cho nên, muốn thử xem không? thử xem, thử thế nào. Hơi thở phà vào lỗ tai làm ngứa ngáy, chóp mũi đầy đặn người thấy mùi đàn hương nhàn nhạt, nhạt dễ chịu. Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu, vùng ra khỏi sự ràng buộc của tên nam nhân. Tay che đi cái tai đã đỏ ửng đó, chừng mắt với tên nam nhân đang ung dung cười nhạt một cái, lắp bắp nói, không biết xấu hổ. Mỹ nhân cho dù là hai mắt đang nén giận cũng khiến cho người ta yêu thích, đặc biệt còn là mỹ nhân vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành trong nhất cử nhất động ngây ngô vô tình lộ ra vẻ phong tình, cứ như một nụ hoa yêu kiều đang chờ đợi trôm nỡ, lộ ra một cái nhụy, đông đưa trong gió cám dỗ người ta tiến vào hái. Sự thèm ăn và ham muốn cũng vậy, thẩm ân chưa từng cảm thấy mình là thánh nhân cương trực, chính trực, một người xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, động lòng cũng là hợp tình hợp lý. Huống hồ mỹ nhân này còn dùng giọng nói mềm mại yêu kiều, cả ngày ở bên tai chàng gọi đại sư huynh, dáng dấp nhỏ con ngoan ngoãn dịu dàng rất dễ dẫn tà niệm đang được áp chế trong lòng con người ra chỉ muốn bắt nạt nàng thật tàn nhẫn nhắm mắt lại đè nén tâm tư đang dâng lên trong lòng khuôn mặt thầm ân lộ vẻ tiếp nuối không đồng ý sao vậy đáng tiếc quá nói rồi lại cứ như người không có chuyện gì thẳng lưng lên chậm rãi giới thiệu sáng mai là thất tịch trên cổ trấn sẽ tổ chức một lễ hội đèn lồng long trọng muội nghỉ ngơi để tinh thần thoải mái ngày mai ta sẽ đưa muội đi dạo chơi. Thẩm ân không dây dưa liền tiếp tục hỏi câu đó, nhưng tâm trạng Nguyễn Nguyễn bị nhiễu loạn, đành phải lung tung đáp lại vài câu. Đợi vội vàng đi trở về quán trọ, về thẳng vào phòng mình rồi đóng chặt cửa lại. rót một ấm trà, Nguyễn Nguyễn ra sức vỗ vào hai gò má đã nóng lên của mình, nhảy lên giường lăn qua lăn lại vài vòng. Nàng cảm thấy tim mình đập rất nhanh, một niềm vui sướng bí ẩn kích thích đến thần kinh não, khiến cả người nàng hưng phấn đến run rẩy. Thiếu nữ chán nản lăn lộn trên giường rồi phát hiện, nàng lại thật sự đáng xấu hổ động lòng với câu thử một chút đó của Thẩm Ân rồi. Nàng thật sự thích người có khuôn mặt đẹp, chỉ ít cho đến hiện nay, khuôn mặt đó của Thẩm Ân được xếp ở vị trí đầu tiên trong lòng nàng. Nghĩ như vậy, hình như nàng cũng không thiệt thòi. Thở dài thở ngắn một trận, Nguyễn Nguyễn rồi, cho mình một bồn nước lạnh. Từ chối cũng đã từ chối rồi, suy nghĩ thêm nữa thì có tác dụng gì? Vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, thế là cưỡng ép bản thân mình nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ dày đặc kéo tới, nàng rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Giây sau, một bóng hình màu trắng xuất hiện ở phòng của thiếu nữ. Nam nhân có con ngươi sâu thẳm leo lên giường một cách thuần thục, ôm cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ vào lòng. Người lấy hương thơm tự nhiên trên người thiếu nữ, đôi mắt chàng sâu thẳm, đôi mắt hơi nhíu lại dính một vệt đỏ đậm. Tìm đôi môi mềm mại đó rồi nhẹ nhàng ngậm lấy, trong căn phòng rộng rãi, nam nhân phát ra một hơi thở mãn nguyện. Ngày thứ hai, Nguyễn Nguyễn vẫn thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Nàng rụi rụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ của mình, ngáp ngắn ngáp dài bước ra cửa. Cũng không biết như thế nào, khoảng thời gian này vào ban đêm nàng thường ngủ rất say, mỗi sáng thức dậy còn cảm thấy có chút buồn ngủ. Đại sành của quán trỏ, thẩm ân đã gọi xong cơm nước mùi đời. Cái điểm vừa mở mắt đã có thức ăn ngon để thưởng thức này, Nguyễn Nguyễn khá hài lòng. Mặc dù không biết thẩm ân làm thế nào lại có thể tính chính xác mình sẽ thức giấc vào giờ này, nhưng cái này vốn không hề gây trở ngại việc nàng duy trì tâm trạng tốt trong một ngày. Thất tịch còn được gọi là lễ chức nữ, vào ngày này nữ tử Trần Thế đều sẽ cầu xin chức nữ giúp cho khéo tay canh cửi, theo thùa và cầu một mối nhân duyên mỹ mãn. Hoạt động ban ngày cũng không tính là nhiều, đến ban đêm hoa đăng rực rỡ muôn màu được treo đầy trên mọn cây, thành cầu, trên đường thì tiếng giao của những người bán hàng rong vang dội rồi hòa lẫn vào nhau, náo nhiệt vô cùng. Không ít cô nương đeo khăn che mặt đi dạo thành nhóm hai ba người trên đường, dừng trên ở nơi treo câu đố đèn thậm chí còn có đấu võ trên võ đài, người thắng có thể giành được một cái hoa đăng bằng lưu ly tinh xảo để tặng cho cô nương trong lòng mình. Muốn không? Thấy Nguyễn Nguyễn nhìn vào cái hoa đăng đó mấy lần, Thẩm Ân mỉm cười, tiến đến bên cạnh nàng nhẹ giọng hỏi. Vẫn chưa đợi Nguyễn Nguyễn trả lời, chàng đã bay người lên võ đài, tay áo tung bay đứng trên võ đài cười với nàng một cái. Sau đó trong tiếng hoan hô của những người vây quanh, giành lấy thắng lợi cuối cùng, lão đại ca bố trí lôi đài là một người làm ăn hành tẩu giang hồ đến cổ trấn này đúng lúc gặp phải hội đèn lòng thất tịch cũng tham gia chốt náo nhiệt hắn ta cười to đưa hoa đăng lưu ly đến tay người trẻ tuổi thắng cuộc còn thẳng thắn vỗ vai chàng một cái tán dương nói công tử là một nhân tài thân thủ thì càng phi phạm không biết xuất thân từ môn phái nào tiểu môn tiểu phái không đáng để nhắc đến thẩm ân nhận lấy hoa đăng khiêm tốn đáp một tiếng xuống lôi đài đưa hoa đăng lưu ly thắng được đến trước mặt thiếu nữ thấy nàng hồi lâu không nhận nam nhân đang vui sướng giạt rào dần nhíu mày không thích à tặng cho ta nguyễn nguyễn chừng lớn đôi mắt nhìn chàng xác nhận hết lần này đến lần khác mới cẩn thận nhận lấy hoa đăng trong tay thẩm ân thích thú cầm lấy ngắm nghía ta thích chứ đa tạ đại sư huynh nhận được câu cảm ơn khóe môi thẩm ân dần cong lên tản băng lạnh lùng như ngưng đọc ngàn năm trong đôi mắt bây giờ lặng lẽ tan đi không để lại chút dấu vết. Thấy bóng hình hai người sóng đôi dần đi xa, lão đại ca đang thu dọn đồ đạc trên lôi đài không nhịn được cảm thán, tuổi trẻ chính là tốt, trai tài gái sắc được trời đất tác thành. Chậm rãi bước qua trên đường của cổ trấn, Nguyễn Nguyễn cảm thấy ánh mắt của những người trên đường nhìn mình có hơi kỳ quái. Nàng suy nghĩ một lúc mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, lấy cái khăn che mặt nhạt màu sớm đã chuẩn bị từ trước đeo lên, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Rất nhiều người ngồi men theo bên bờ dòng sông dài, trên mặt hồ từng cái đèn hoa đăng bằng lá sen trôi nổi, trên cánh hoa còn viết chữ nhỏ. Dựa vào thị lực cực kỳ tốt của mình, Nguyễn Nguyễn nhìn thấy cái hoa đăng gần bên bờ hồ nhất viết bình an xuôn sẻ, luôn luôn thăng tiến. Muốn thả đèn cầu phúc không? Thẩm Ân thấy trên bờ sông có sạp nhỏ đang bán muốn mua hai ngọn đèn. Bước chân vừa nhấc lên, tay áo ngoại bào liền bị một cái tay nhỏ kéo lại. Nguyễn Nguyễn ngăn cản thẩm ân làm điều này, cười chế nhạo nói, chân diễn đạo quân cái tên chấn động tu tiên giới, lại cũng sẽ làm cái chuyện thả đèn cầu phúc này, truyền đến tai các đại tông môn thì sẽ ẩm ý đó. Thiêu nữ cười đôi mắt long lanh, cách một lớp khăn che mặt cũng khó che đi dung mạo xuất trần của mình. Lúc này đang nhìn chằm chằm vào người nam nhân bên cạnh, một tay còn nắm lấy tay áo của chàng, ngẩng đầu lộ ra phần cổ đẹp đẽ. Đai lưng màu vàng nhạt tung bay, bay đến trên áo choàng của người nam nhân, quấn lấy phần rủ xuống của miếng ngọc bích giữa eo chàng. Đáy mắt nam nhân u ám một vùng, hàng lông mi dài rủ xuống che đi thần sắc trên đôi mắt, gò má trắng nõn thấp thoáng dưới ánh đèn càng thêm sáng tỏ. Mái tóc đen như mực buộc lên với kiểu dáng tinh giản, còn quấy lấy một sợi dây cột tóc dài dây lưng mỏng dài bị gió thổi đến xoay một vòng trên không trung, cuối cùng lại rơi trở về. Cảnh đẹp, người còn đẹp hơn. Đầu lưỡi Nguyễn Nguyễn liêm phần môi trên đang khô lại của mình, đột nhiên liền cảm thấy có chút khác. Không chịu lý trí chi phối kéo lấy tay áo bào của nam nhân, lảo đảo kéo người đến bên cây đại thụ khuất ánh sáng bên bờ sông. Hai tay đặt lên đôi vai dài rộng của người nam nhân, đẩy người lùi ra sau mấy bước, cho đến khi cơ thể người nam nhân tựa vào thân cây phát ra tiếng kêu rên ánh mắt đặt vào đôi môi hồng nhạt mơ ước đã lâu thiếu nữ ngước mắt lên nhón chân lên dưới ánh trắng đôi tay nhỏ nắm lấy vạt áo không nhuốm bụi trần giọng nói nhẹ nhàng ta muốn hôn huynh được không phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn